và xác định sẽ là tình huống đá phạt cho Thép Việt Thắng. Và chuyền bóng nhanh cho Quốc Kim. Quốc Kim vào, tỷ số được san bằng 2-2. Người ghi bàn là Quốc Thiên. Vừa rồi đó là một tình huống tận dụng đá phạt rất nhanh của Thép Việt Thắng, và chúng ta có thể thấy được Kim đã tinh quái như thế nào. À, có tình huống thoát xuống leo biên và căng ngang rất chính xác vào bên trong cho Quốc Thiên ghi bàn. Tỷ số được san bằng 2-2. Kể từ đầu trận đấu đến giờ thì phải nói là áo xanh không có nhiều những cơ hội. Vừa rồi là cơ hội được xem là có nét nhất, và các thủ Thép Việt Thắng đã ngay lập tức tận dụng cơ hội san bằng tỷ số 2-2. Và công việc của Quốc Thiên là cực kỳ đơn giản, đến bóng nhẹ nhàng. Trọng tài yêu cầu các thủ áo xanh thực hiện lại tình huống đá phạt khi mà bóng vẫn chưa được đặt đúng vị trí. Khá nguy hiểm, một tình huống đá hụt. Cơ hội cho các thủ Thép Việt Thắng. 3-2 dành cho Thép Việt Thắng. Sai lầm chết ngựa khu vực hàng phòng ngự bên phía doanh nhân Bình Dương. Và Quốc Thiên đá ngay lập tức chớp thời cơ. Có cú đá phải nói là cực kỳ ấm áp, nâng tỷ số lên thành 3-2 cho Thép Việt Thắng. Phải nói là với những trận đấu theo kiểu như thế này thì nó không có chỗ cho những sai lầm. Hồi nữa chúng ta cùng nhau xem lại bàn thắng này. Tình huống đá hụt cực kỳ nguy hiểm và bóng đá đến với vị trí của Quốc Thiên. Số 5 đã rất bình tĩnh băng xuống và có cú đá treo góc đánh bại thủ môn bên phía doanh nhân Bình Dương. Tỷ số được nâng lên thành 3-2. Phải nói là tinh thần của doanh nhân Bình Dương đã bị ảnh hưởng đôi chút sau khi các thủ áo xanh họ san bằng tỷ số 2-2. Và bây giờ khó khăn lại tiếp tục chồng chất lên đôi vai của các thủ đến từ Bình Dương.